phải là tô ạ, đu của tô cả. Giờ đây cái phần tô á thì là mình đã gặp rất là nhiều các cái trường hợp rồi đúng không? Tô á là để miêu tả cái gì nhỉ? Tố Ừ, tô á được miêu tả cái gì? định nghĩa hả chị? Đúng rồi, định nghĩa của sự vật sự việc, hay là người ta muốn nhấn mạnh xem là cái danh từ đấy nó là cái gì đúng không? Thường nó sẽ là định nghĩa. Định nghĩa của cái danh từ đó là gì? Mình sẽ cùng thử học xem là tô ạ, cái dạng này nó là như thế nào nhé. Đến từ của Alida số 13. Bắt đầu đọc này. Positive thinking của Hiro Kutoba ga Hiroku Shirao được đào Có những từ ngữ như là tích cực và thinking, suy cái đấy là suy nghĩ tích, nghĩ đúng rồi, suy nghĩ tích cực, có những thinking. từ ngữ như là suy nghĩ tích cực đã được biết đến rất là rộng rãi. Đúng rồi, cái từ Cotoba đúng không, tối ưu Cotoba ở đây chính là cái từ đấy đúng không? Đúng không, cái từ positive thinking là một đã trở thành rất là phổ biến, được biết đến rất là rộng rãi rồi đúng không? Nát tạ ở đây là chỉ quá khứ nên là đã được biết đến rất là rộng rãi rồi. Dona bai mo mai na su no hoko dewa naku plus no hoko ni kangaeru toiu sekyoku suki na shiten wo sasu kotoba da. Hiền nào? Trong cái trường hợp nào á thì trường hợp nào thì cũng sự cái từ ngữ ám chỉ cái tư thế tích cực như là như tích cực như là suy nghĩ à, không không có không có không phải theo theo hướng tiêu cực mà là suy nghĩ theo hướng tích cực. Ừ. Ở đây mình sẽ bắt gặp để ý cho chị là cái dạng cấu trúc này, cứ mà khi có cái từ đeo bạn nắp cự ở đây là mình sẽ thấy là câu nó sẽ chia ra làm hai phần đúng không, một phần nó không phải là A mà là B được chưa. Tiếp đến mình sẽ thấy kết thúc câu bằng là dạng danh từ là Cotoba đà, như vậy là câu này là câu danh từ. Thì mình sẽ hiểu là với câu danh từ thì chắc chắn là chủ ngữ A là B thôi đúng không, thì là mình sẽ hiểu rằng là như vậy tất cả các đoạn ở đằng trên này nó đều biểu nghĩa cho cái từ Cotoba này, và cả cái từ đeo nắp ở đây nó cũng là cấu trúc nhưng mà nó chỉ là cái cấu trúc con mà để bổ sung cho cái từ Cotoba này thôi. Tại vì mọi người sẽ thấy cái Cotoba này là câu danh từ đúng không, mà câu danh từ thì mọi người cứ mặc định rằng là tất cả cái đằng trước nó đều là bổ sung cho cái Cotoba này, và Cotoba này nó chính là cái từ gì đấy, nó chính là từ gì, chính là thinking đấy đúng không, chính là positive thinking đấy đúng không. Cái từ thinking này được biết đến rất là rộng rãi, và cái từ thinking này nó là một cái từ Cotoba đà, nó là một cái từ mà chỉ làm sao, chỉ cái si xê là cái tư thế hay là cái phong thái tích cực, cái cách thức tích cực, cái cách thức tích cực này như thế nào, cái cách thức tích cực được gọi là suy nghĩ theo cái hướng là gì, plus theo cái hướng gì, theo cái hướng gọi là tích cực đấy đúng không, theo cái Đây. hướng tích cực hoặc là theo cái hướng gọi là cộng vào đấy đúng không, chứ không phải là theo cái hướng minus sự, cho dù là ở bất kể trường hợp nào đi chăng nữa đúng không. Như vậy là cái từ thinking này người ta đang nói rằng là nó là một cái từ như vậy. Tiếp chưa kể cả nhịn nào được cột gà được sao? Tuy nhiên nếu mà quá nhấn mạnh vào cái tư thế. Ừ, cái konosuse ở đây chính là cái cc ở đằng trước đúng không, là cái tích cực đấy đúng không? Nghĩ sao cái Thái hướng độ. ừ, thái độ tích cực đấy thì làm sao quá mạnh mẽ thì Cũng ngược lại có khi trở thành một kết quả không tốt. đúng rồi, ngược lại đúng không, cái tệ ngược lại thì có những cái lúc mà nó trở thành những cái kết quả gọi là không tốt. Aruhito ga kekkon wo zentei ni tsukiatte ita kare ni wakare yo to yawareta. Có một người đã bị
đã bị bạn bạn trai mà đã hẹn hò trước khi kết hôn nói chia tay đi. Đúng rồi đúng không? Ở đây ní ở đây sẽ là trợ từ để chỉ câu bị động đúng không? Em dịch rất là đúng rồi. Aruhito ở đây là có một người hay còn gọi là có người nào đó, có người nào đó mà bị nói Hay. là chia tay đi từ cái người yêu của mình đang gọi là Chuẩn bị trước, chuẩn cái bị từ kết hôn. gente ở đây là tiền đề hay còn nói là cái người này gọi là đang đang hẹn hò và đã định có ý định là kết hôn rồi đấy, nói lại là chia tay đúng không? Thì là cho nó dấu à uchikon de itewa ikenai thì link Cô ấy thì không. đọc nốt quên mất cái này nó là cả cái đoạn này chị đọc thiếu kano dấu à uchikon de itewa ikenai これは神様が今は仕事に集中するべき時期と言ってるからなのだポジティブシンキングで乗り切ろうと考え、仕事に全力で取り組もうと決めた。Cô ấy thì đã quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc và nghĩ rằng là không được gục ngã. Cái lúc này là thần linh đã nói rằng là, vì theo như thần linh nói rằng là bây giờ là thời kỳ tập trung cho công việc. Kiểu như thế đấy. Ở đây chị để ý một chút thôi là cái dạng kết luận đúng không? Thì em dịch từ cuối lên như thế thì cũng ok, rất ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình sẽ để ý thêm một chút là cái từ kangai mình có thể hiểu rằng là dạng kết luận ở đây thì là nó sẽ ngắt câu ở đây và nó sẽ chia hai cái câu này thành hai vế riêng biệt nhau. Và như hôm trước chị cũng có nói rồi là dạng kết luận thì nó giống với cái thể T đúng không? Trong nhiều trường hợp thì nó cũng giống với cái thể T, có nghĩa là phải có cái hành động kangai trước rồi mới đến cái hành động kimeru này sau đúng không? Thì dạng kết luận thì chị nói với lại Linh rồi, còn Hiền thì về search lại trên trang của chị ghi là dạng chiushiho thì nó sẽ ra nhé Hiền nhá, để đọc lại có nghĩa rằng là kore wa tiếp này, như vậy là kanzo ở đây là chủ ngữ thì đúng rồi đúng không? Cô khi mà bị nói như thế thì cô ấy đã suy nghĩ rằng là otsukomu ở đây có nghĩa là không được gục ngã, không được đau khổ, không được buồn sầu đúng không? Không được buồn sầu. Kore wa đây là cái việc mà bị wakareyo tố yuareta ấy, đúng không? Cái việc mà bị nói như thế thì là tiếp ở đây này mình sẽ thấy kết thúc câu là kara na no da. Na no da đây là gì nhỉ? Hiền Hiền có biết na no da đây là gì không? Nano đã là không không được Ở đây nhá mình sẽ thấy là cái kara ở đây là sẽ là một cái có là bởi vì A nên B nó là kara thôi, nhưng mà cái từ nano ở đây nó chính là nó là một cái dạng kết là kara nano đã, là no ở đây nó là để giải thích cho cái câu chuyện, có nghĩa là lý do của cái việc mà ochikonde de wa ikenai đó là vì ABCD, thì cái từ no đà nó đứng ở cuối câu như thế này nó là cái dạng gọi là giải thích, là giải thích cho cái câu đằng trước thôi, và nó thường mang ý nghĩa là miêu tả lý do hoặc là miêu tả nguyên nhân của cái việc ở đằng trước. Thì ở đây mình sẽ hiểu rằng là không được đau khổ này bởi vì rằng là cái việc này nó đang nói rằng là ít tê được đúng không? Bởi vì cái việc này nó đang nói rằng là gọi là thông qua cái việc này thì là ý nói rằng là Kamisama là ông trời, ông Phật, ông các cái thần linh đúng không? Các cái thần linh nói rằng là đây là một cái thời gian cần phải tập trung tập trung cho cho công công việc. việc. Tiếp này, và norikiru là gì? Norikiru là vượt qua. Rồi hãy vượt qua bằng những cái suy nghĩ tích cực. Sau đó sau khi mà cô ấy suy nghĩ như thế rồi thì là cô ấy đã quyết định là sẽ cố gắng nỗ Chuyên lực tâm. với toàn bộ sức lực của mình trong công việc. Kizuki ta kokoro o munshin shite mainichi shigoto ni uchikonda no de aru. Lại tiếp tục cái từ no ở đây là vẫn dạng giải thích rồi. Linh nào dịch nó cho chị.
Vì là trái tim hãy quên đi việc trái tim bị tổn thương, mà hãy mỗi ngày hãy tập trung cho công việc. Ở đây thế này nhá, nếu như mà mọi người sẽ thấy là hãy quên đi đấy thì em sẽ bị hiểu ngược sang một cái nghĩa hoàn toàn khác này. Mọi người để ý giúp chị ngay từ cái đoạn đầu, ở mấy cái bài đầu ấy chị cũng đã nói với Linh rồi là các cái câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau, đúng chưa? Như vậy là em sẽ thấy trong cái câu này nó không hề có chủ ngữ, chuẩn chưa? Mà khi không có chủ ngữ thì mình phải biết xem là cái chủ ngữ của cái câu này là đang là gì. Thì khi mà đọc tiếng Nhật nó có một cái nhược điểm là nhiều khi là mình không biết chủ ngữ là gì, mình cứ dịch bừa là hãy nọ kia ấy. Nhưng thực ra nó không phải. Ở đây ngay từ cái đoạn giữa này, ngay từ cái đoạn đầu này là Aruhitoga, là có người nào đấy bị nói chia tay từ cái người yêu của mình. Và Kanojo, cái người đấy người ta gọi là Kanojo là cô ấy, chuẩn chưa? Và câu này nó vẫn là Kanojo, chủ ngữ là Kanojo, thì đồng nghĩa với việc câu này chủ ngữ nó vẫn là Kanojo. Có nghĩa là có người nào đấy bị nói chia tay và cô ấy đã quyết định như thế nọ như thế kia, và thế nên no để vì thế nên cô ấy đã mưu si, là cô ấy đã gì phớt lờ đi cái trái Phớt tim lờ. đau khổ của mình. Và Uchikonda là vào gì, vụt đầu hoặc là vùi đầu vào trong công việc hàng ngày, được chưa? Như vậy để ý cho chị là khi mà không có chủ ngữ là mình sẽ phải định hình được trong đầu luôn là cái câu này nó đang nói về ai, và cách tìm chủ ngữ đó là các câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau. Tiếp, Shikashi hinsai niwa shigoto de no sippai ga fue, sore o shiteki sareru to hidoku ochikomu you ni nari, sore o kurikaesu uchi ni kaisa ni korarenai you na zokyou ni natta. Tuy nhiên á, Tuy nhiên thì thực tế là trong trong thực tế thì những tuy nhiên trong thực tế thì những thất bại, những sai lầm trong công việc thì tăng lên, và khi mà bị chỉ trích những cái điều đó thì cô ấy trở nên rất là suy sụp, trở nên rất là suy sụp. Trong khi những cái điều đó cứ lặp đi lặp lại thì cô ấy rơi vào tình trạng là không thể đến công ty. Đúng rồi, chính xác 100% rồi, đúng không? Thì ở đây mình lại bắt gặp lại cái dạng kết luận, thì mọi người cứ nhắc đi nhắc lại để cho nhớ thôi, là đúng không? Có nghĩa là trên thực tế thì làm sao là tăng cái thất bại là một vế. Như vậy là cái câu này thực chất ra mình có thể chia là làm ba câu, là câu A, câu B và câu C, nhưng mà nó sẽ nối vào cùng một câu vì nó nói cùng một ý mà, đúng không? Nên là nó sẽ nối theo cái kiểu này là fue, là tăng cái thất bại lên này, rồi trở nên khi đốt cửa ở đây là rất là, đúng không, trở nên rất là phiền não, gọi là trở nên rất là buồn rầu này, khi mà bị chỉ trích này, rồi khi mà lặp đi lặp lại những cái việc ấy thì cô ấy đã trở nên gọi là Rơi vào tình trạng. rơi vào cái tình trạng là không thể đến công ty làm việc được. Positive thinking には強くて積極的というイメージがある。しかしあまりに辛い状況で強くて積極的になろうとすると心に無理をさせる可能性があるのであるのレイナー。Cái suy nghĩ tích cực thì cũng có những cái hình ảnh như là tích cực một cách mạnh mẽ. Ở đây mình lại bắt gặp cái ni hóa và aru. Chị nhắc vừa hình như vừa bài hôm trước có cái ni hóa aru rồi này, đúng không? Có nghĩa là trong cái cách suy nghĩ tích cực thì sẽ có cái nọ cái đấy, tức là ở trên bàn thì có cái bút ấy, ở trên ở trong cặp sách thì có quyển vở ấy, đúng không? Thì là mình là Trong suy trong nghĩ. trong cái từ đó, đó là cái từ này thì nó sẽ có cái meji là như thế này, đúng không? Mình sẽ dịch là Trong cái suy nghĩ tích cực thì sẽ có những cái hình ảnh như là tích cực mạnh mẽ. thực ra thì không phải
Ở đây nhá, em sẽ hiểu ở trên này này, em sẽ nhìn này, cái là positive thinking của tối ưu của tô ba. Như vậy cái đề tài của cái bài này là tối ưu của tô ba là cái từ đó. Thì ở Ý đây nghĩa. đúng rồi, thì nó đang lược cái từ cô tô ba ở đây, thì mình cũng có thể hiểu là trong cái từ đấy, trong cái từ suy nghĩ tích cực này, thì nó mang cái hình dung, nó mang một cái ấn tượng rằng là cần phải mạnh mẽ, cần phải tích cực lên, đúng không? Si tiếp nào. Tuy nhiên thì trong những cái tình huống quá trong những cái tình huống quá đau khổ Ừ, đúng rồi. thì thế mà suy nghĩ một cách tích cực mạnh mẽ như vậy thì có trường hợp sẽ có khả năng cao là sẽ bị tổn thương. Cái từ hữu sa xê đự ở đây là khiến, đúng không? Sa xê đự là động từ ở dạng sai khiến, là khiến hoặc là bắt, thì là sẽ bắt Bắt trái trái tim tim, quá sức chịu đựng. rồi bắt trái tim làm việc quá sức ấy, kiểu thế. Ố mà, ní ố mà, bắt trái tim làm việc quá sức. Ở đây mình bắt gặp cái tức là nào cố chứ vậy, có khi mà chúng ta cố gắng, đúng không? Chúng ta cố gắng tích cực và mạnh mẽ trong cái hoàn cảnh quá là đau thương, thì có khả năng là chúng ta sẽ khiến cho trái tim trở nên ly, trở nên gọi là sao, quá sức chịu đựng. Và nô đệ đựng ở đây sẽ là thế nhưng mà, đúng không? Nó sẽ giải thích cho, bổ sung cho cái ý câu đằng trước, là cái câu đằng trước thì người ta bảo là cái từ đấy thì nó mang tính chất như thế, thế nhưng mà thực tế thì là sẽ có cái khả năng là như vậy. Tiếp vậy cái đối với cô cả ở đây sẽ là gì? Cái kết quả không tốt ở đây nó là cái kết quả gì? Câu 3. Đúng rồi, chính xác, nó là cô ba, đúng không? Thì sẽ làm cho trái tim bị đổ, Bị quá sức và có thể là và bị trở nên bị bệnh. ốm. Còn thì ở trong cái dạng bài này, mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ nêu ra một cái chủ đề ở cái câu đầu tiên, sau đó nó giải thích rất là nhiều các cái câu sau để giải thích cho cái câu, đúng không? Như vậy cái chủ đề của câu này đó là cái việc người ta định nghĩa, đúng không? Định nghĩa cái từ Cotoba này nó là có nghĩa như thế nào, và có nghĩa là như thế nào, thì nó giải thích hết từ rất là dài 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 dài, dài qua đây. Nên là cái đoạn gạch chân này này, mặc dù nó ở ngay ở cái đoạn đầu bài, nhưng mình phải đọc đến tận cuối bài thì mình mới hiểu được cái nội dung của cái câu đấy, đúng không? Thì cái này thì bắt bài nào thì mình đọc bài đấy thôi, mình sẽ tìm hiểu dần, nhưng mà mình sẽ biết được là cái dạng thức mà người ta viết đó là người ta sẽ nêu ra một cái chủ đề, sau đó người ta giải thích rất là dài dòng dài dòng, xong người ta kết ở cái cuối câu là ABCD, thì mình phải biết là cái đoạn tìm đáp án ở đâu thôi. Thì Tiếp. là mình đọc lần đầu và lần cuối. Đầu đầu cuối, nhưng mà nhiều khi kiểu không đọc đoạn giữa thì cũng chẳng hiểu nó là như thế nào. Cái đoạn mà Muli này nó chính là giải thích cho cái đoạn, nó chính là cái kết của cái đoạn mà cái cô này cô ấy bị đau khổ xong cô ấy không thể đến công ty làm việc được đấy, đúng không? Thì là cái Muri này nó là cái đoạn đấy. Thế nên nhưng mà mình không đọc cái đoạn này thì mình cũng không hiểu Muri ở đây nó là Muri cái gì ấy, thì mình cũng không nắm được hết.